Có câu chuyện tưởng vô lý nhưng đó là sự thật. Về một con ếch bị nấu chín nhưng vẫn ung dung không hề biết. Một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Không dám thay đổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, các mối quan hệ cũng như chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta. Như các bạn thấy trong nồi đầy nước mát, ở bên trong là một con ếch đang ngồi rất thoải mái. Chiếc nồi được đặt trên bếp và nước dần nóng lên. Con ếch bắt đầu cảm nhận nhiệt độ nước đang nóng dần lên. Nó thấy thích thú, hưởng thụ và tiếp tục vui vẻ thưởng thức cảm giác đó. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên 80 độ. Bây giờ thì nước thật sự nóng hơn, những gì con ếch muốn. Nhưng mặc kệ cảm giác mệt mỏi, con ếch vẫn ngồi im không hề hoảng hốt. Nước bắt đầu rất nóng lên đến 82, 84, 86 độ. Con ếch bắt đầu thấy không thoải mái, nó vẫn bình chân như vậy. Cho đến khi nó quá yếu để có thể làm bất kỳ điều gì. Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng cao và con ếch bị luộc chín trong nồi nước sôi. To go along with the changes in his surroundings.